giờ con đếm một lần, sau đó rồi con đánh em nhớ nè. Phách đầu tiên là phách số 1 nè. 1 và 2 và 3 và 4 và chậm lại. Đếm con đếm. Chậm lại, con bị chạy rồi. Tiếp là một đó. Rồi bây giờ theo tốc độ này ha con.
cảm thôi nha. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nhanh rồi, cũng bị nhanh rồi, cũng bị chậm rồi, chậm rồi. Vấn đề này, đếm trước một ô sau đó mới đóng. 1, 2, 3, 4, cái phách và của con nó bị chạy, nó bị nhanh quá. Cái phách và nó xa cái phách đầu tiên này một chút. Cái phách và nó xa phách đầu tiên này một chút nữa là được. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 trong cái phép đó cho nó đều, xong rồi thầy mới cho con đánh chuyển mạch được. Đây gọi là chuyển mạch ha, con làm tập trung cái phép đó cho nó đều ha, móc đơn, cường độ móc đơn thì con lên đến khoảng 80 đi thì thầy mới cho con đánh chuyển mạch được ha.